Hello hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương Bình đây. Tuần trước mình có đăng một cái hình ở trên Instagram story của mình, một cái hình về hộp lunchbox mà mình chuẩn bị để mang lấy làm ăn vào buổi trưa. Thì trong hộp lunchbox đó có một món rất là hấp dẫn, đó là món cơm gạo lứt nấu với hạt sen và các loại hạt. Thì mình nhận được rất là nhiều like, comment và câu hỏi của các bạn là làm sao mà mình có thể chuẩn bị được hộp lunchbox nhanh như vậy, làm sao có thể nấu được cơm gạo lứt nhanh như vậy vào buổi sáng. Tại vì thường các bạn thấy hướng dẫn là gạo lứt phải ngâm qua đêm, phải ngâm 8-9 tiếng và gạo lứt nấu rất là khó, nấu cả ngày mới xong được. Cho nên hôm nay mình sẽ làm video clip này hướng dẫn mọi người cách nấu món gạo lứt theo cách của mình, gạo lứt hạt sen theo cách của mình. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhanh và bạn không cần phải ngâm gạo lứt qua đêm. Nào, sẵn sàng chưa? Xách nồi cơm điện ra và bắt đầu nấu thôi. Và đây là tất cả các nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho món cơm gạo lứt hạt sen. Thứ nhất là bạn dùng bát đong một bát gạo lứt đầy. Thường thì mình định lượng bằng bát để chút nữa dễ tính lượng nước bạn đổ vào. Thứ hai là bạn hãy đong một bát hạt sen tươi. Mình mua hạt sen ở siêu thị và người ta đã chế biến sẵn hết rồi, người ta đã lấy cái hạt đắng ở bên trong ra rồi. Và nếu muốn bạn có thể cho thêm một ít hạt sen và một ít hạt bắp. Hạt bắp bạn gỡ từ trái bắp ra, gỡ ra rồi rửa sạch. Nếu mà bạn muốn cho thêm màu sắc vào cho hấp dẫn cái nồi cơm của bạn. Vì đậu đen nó lâu chín hơn và khó chín y như là gạo lứt vậy đó, cho nên bạn phải cho gạo lứt và đậu đen vào nồi trước. Hai cái này bạn đem đi vo, bạn đem đi vo với nước cho sạch trước. Sau khi vo gạo xong rồi thì bây giờ mình sẽ tính cái lượng nước mình đổ vào nồi. Với lần nấu đầu tiên này thì mình sẽ đổ vào 1.5 bát nước. Cái bát mà hồi nãy bạn đong gạo á, thì bây giờ bạn đổ vào 1.5 bát nước. Sau đó bạn cho vào nồi và nấu cơm như bình thường. Bạn đưa vào nồi, bạn đậy nắp và bạn nút bật nút nấu như là bình thường vậy. Thường thì khoảng với cái lượng gạo và lượng nước như hồi nãy thì khoảng 20 phút là cái nước nó sẽ cạn đi. Bạn nhớ hẹn đồng hồ là 20 phút nha. Và trong khoảng 20 phút đó thì bạn có thể bật máy tính lên, bật YouTube lên và chạy thảm ra tập một lớp yoga được rồi đó. Và sau 20 phút thì cơm nó sẽ rút bớt nước như thế này. Đây, hạt cơm chưa có nở hết và vẫn còn rất là cứng, hạt đậu cũng chưa có nở, nhưng mà mình sẽ nấu thêm một lần nữa. Bây giờ bạn sẽ cho những phần còn lại vào, bạn sẽ cho hạt bắp và hạt sen, sau đó cho vào thêm một chút dầu ăn, khoảng nửa muỗng dầu ăn. Đây là dầu ăn hoặc là dầu ô liu. Nếu mà bạn có dầu nào thì bạn cho vào nửa muỗng dầu ô liu và nửa muỗng muối, một chút xíu muối, một chút xíu muối vào nồi. Sau đó bạn đổ trộn đều hết lên và cho thêm vào nồi 2.5 bát nước, 1 bát nước, 2 bát nước và thêm nửa bát nước nữa, 2.5 bát nước. Đây, trộn đều tất cả các nguyên liệu lên. Rồi mọi người coi kỹ ở đây nha. Đây là hỗn hợp gạo lứt, hạt sen, đậu đỏ và bắp cùng với một chút muối và một chút dầu ăn sau khi mà mình đã trộn đều lên và đổ thêm 2.5 bát nước nữa. Lần này thì mình sẽ nấu trong vòng 30 phút
tới 35 phút tiếp theo. Bạn cứ để nồi và cắm điện nấu như bình thường mà không cần phải hẹn giờ hay là không cần phải sới gì hết thì cơm nó sẽ tự chín. Với cách nấu này thì gạo lứt sẽ được nấu làm 2 lần. Một lần đầu là bạn giống như là khởi động cho gạo lứt vậy đó. Bạn nấu cho gạo lứt hơi mềm ra trước. Lần này thì gạo lứt sẽ thực sự là nở và chín đều hơn. Còn những loại hạt của bạn thì hạt đậu là hạt rất là khó chín nên mình nấu trước, nấu cùng với gạo lứt. Còn hạt hạt sen và hạt bắp thì nhanh chín hơn nên mình sẽ nấu sau. Thì lần này mình sẽ cắm nồi và nấu trong vòng 30 phút tiếp theo mà không cần quan sát, không cần làm gì nó hết nha. Ta-da! Xong rồi mọi người ạ. Mình đã nấu xong sau 40 phút nấu thì cơm gạo lứt chín rất là đều. Để mình lấy ra cho mọi người coi. Đây. Mọi người xem nha. Thơm quá mọi người ạ. Mùi thơm của hạt sen và mùi thơm của bắp quyện với mùi thơm dẻo của hạt gạo lứt rất là ngon. Hạt gạo lứt nở rất là đều, rất là đẹp và ngon, không bị sượng hạt nào hết. Hạt sen cũng vậy, hạt sen nở rất là đẹp và rất là bùi. Chỉ cần 50 phút vào buổi sáng và với 2 lần đổ nước vào nồi cơm điện thì mình đã hoàn thành xong nồi cơm gạo lứt vào buổi sáng rồi. Ngon không mọi người? Rất là ngon luôn nha. Chúc mọi người nấu cơm gạo lứt thành công nha. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn thấy mình trên kênh YouTube thì nhớ bấm nút đăng ký để nhận thông báo về những video tiếp theo của mình nha. Và tạm biệt mọi người.